Dạ, tiệm sách Giao Phát xin kính chào tất cả quý bà con cô bác. Hiện tại tiệm sách Giao Phát đang quay clip để giới thiệu tới bà con cô bác mình một cái mẫu than nâng hàng vô cùng tiện lợi nha. Than nâng hàng này đang sử dụng nguồn điện 220V. Than này có lực nâng là 500 kg. Than sử dụng động cơ điện 1 pha 220 động cơ Trung Quốc. Than sử dụng bộ remote điều khiển từ xa không dây. Than nâng hàng lắp đặt vô cùng dễ dàng và gọn gàng. Than nâng hàng tiệm sắt Gia Phát chế tạo có phát rãnh CNC trên thân để chế bộ chốt khóa an toàn khẩn cấp, phòng khi trường hợp đứt cáp xảy ra thì chốt khóa an toàn sẽ bung và giúp giữ cái than không bị rơi tự do. Than tiệm sắt Gia Phát chế tạo có hai bộ phận chính, đó là khung và sàn cabin. Kính mời tất cả quý bà con cô bác mình theo dõi video của tiệm sắt Gia Phát vận hành cái than nâng hàng này nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng số điện thoại tiệm sắt Gia Phát được ghim trên màn hình để tiệm sắt có thể tư vấn miễn phí cho mọi người và gửi mẫu hình ảnh những cái than mà bên tiệm sắt làm qua Zalo cho mọi người xem nha. Mọi người theo dõi video tiệm sắt Gia Phát, yêu thích kênh tiệm sắt Gia Phát, xin cho tiệm sắt Gia Phát một cái like và đăng ký kênh, ủng hộ cho tinh thần tiệm sắt Gia Phát luôn tìm tòi và sáng tạo những cái sản phẩm hay của khách hàng đặt bên tiệm sắt Gia Phát làm. Dạ, xin cảm ơn. Đẩy cái vỏ lên gắn. Trong quá trình quay clip thì tiệm sắt Gia Phát sử dụng điện thoại quay trực tiếp cho nên là không có sử dụng lọc tập âm, tất cả những âm thanh đều được lưu lại. Thì ở cái động cơ này mọi người nghe nó rất là ồn, tuy nhiên thì bên ngoài thì nói chung là cũng vừa tai, không đến nỗi quá ồn. Đây là động cơ Trung Quốc thì tiếng ồn nó cũng sẽ có một phần. Nếu mà mọi người có điều kiện mà lắp động cơ Nhật tời điện 3 pha thì nó sẽ im hơn và nó sẽ không có ồn nha. Đây là cái ưu điểm của phương tiện sắt Gia Phát gợi ý cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Than nâng hàng này khách hàng của tiệm sắt Gia Phát có chế thêm một cái bội và có bánh xe kéo lên và có cái làm một chốt để giữ lại cái bội không bị tuột rơi. Thì mọi người theo dõi video thấy hay thì mọi người có thể theo dõi kỹ hơn nha. Em xin cảm ơn.